Anh em phải hiểu là bây giờ thằng nào cũng trúng tôm hết rồi, tôm làm sao mà có giá được. Câu nói này rất là thô nhưng mà nó thật. Mình cứ nhìn thấy bây giờ là từ con ếch, con lươn, con cá cha, rồi con cá gì 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 đó, mình thấy không, nuôi rất là dễ nhưng quan trọng là cái giá đó có hay không. Đúng không? Mình thấy được á, con tôm á lúc nào nó cũng giữ nguyên á, bây giờ rẻ nhất bèo gì cũng 1 ký 100 mấy, rồi nuôi lúc nào nó cũng tệ nhất cũng phải là nó giá nó cũng cầm lời được. Nào mà chỗ là không phải ai cái nuôi tôm cũng thành công cả, nuôi thì không phải có người trúng có người thất, rồi nuôi 5 vụ trúng được 4 vụ, nuôi 5 vụ trúng được 2 vụ thì cái tôm á cái sản lượng nó mới không cao, nó mới giữ cái mức ổn định như thế đó. Cái câu chuyện này thật. Còn anh em nói đầu ra xuất khẩu này nọ, thật sự là câu chuyện này có, nhưng quan trọng á là cái tỷ lệ mà thành công như con tôm á, nó không phải lúc nào nó cũng đạt được 100% xác suất 100%, cơ bản nó giống như là đi chúng ta đi. À, một số anh em nói á là tỷ lệ thành công nuôi tôm càng ngày càng thấp. Thấp đúng rồi, cái gì cũng vậy cả, không có gì mà từ từ càng ngày nó càng dễ đâu, cái gì cũng vậy cả, giống như cuộc sống của chúng ta cũng vậy thôi. Ngày xưa chúng ta đi mà thi bằng lái xe đi, mình thấy được thi bằng ô tô ngày xưa đó, nó chỉ có mấy cái cơ bản là lý thuyết thực hành thôi, bây giờ nó ra là mô hình hay là mọi thứ gì nữa, tại vì ra ngoài đường bây giờ càng đông, bây giờ tới thi bằng lái cho nó kỹ chút nên thôi ra đường đâu. Đúng không? Thì cái việc mà nuôi tôm của mình nó càng ngày càng khó. Hôm nay Di sư quay lại nói về cái câu chuyện này phân trắng, cái câu chuyện hình như rất là nhức cái đầu, và hình như là cái năm nào chúng ta cũng sợ nó, và năm nào chúng ta cũng cảm giác, và cái bệnh phân trắng là một trong những bệnh mà nó gây là cái tỷ lệ thất bại chúng ta rất là nhiều. Mà cái tỷ lệ thất bại này không phải thất bại từ từ, nó khổ gì nè, nó không có làm cho tôm chết liền hay là nó chết luôn, nhưng mà nó dây dẳng, một là làm cho tôm mình chậm lớn nè, hai là làm cho tôm mình nó là kéo dài thời gian ra, kéo dài thời gian nuôi ra thì chúng ta không có lời nhiều. Hoặc là có một số bệnh, có một một số bầy nó bị mãn tính quá, nó bị mãn tính quá xong là nó đi luôn, tiêu luôn. Bữa nay nói ra không phải nói xui nha, nhưng mà rồi khi là gì cũng tích góp và học hỏi được bởi quý bà con á. Quý bà con mua thuốc men của Duy hoặc là khách hàng mua cái này mua cái kia đó, Duy cũng học hỏi bà con là nhiều, và đúc kết là từ cái những cái quá trình mà trải nghiệm mà cũng đã nuôi tôm rất là lâu rồi, từ năm 2000 thì nhà đã nuôi rồi, và Duy chia sẻ và những cái giai đoạn mà để chúng ta giảm được cái nguy cơ về phân trắng. Phân trắng không phải là nó không phải là cái mà nó quá nguy hiểm, nhưng mà có một cái là chúng ta phải bảo vệ bè tôm của mình. À, đối với năm 2024 này có những cái mà gì thấy mới mới hơn á mà để bảo vệ tốt hơn, mà năm năm nào Diễn nói cả, mà kể cả tên từng video Diễn nói về cái bệnh phân trắng. Bệnh phân trắng là một những bệnh mà gọi là mãn tính đi. Mãn tính nghiêm về nuôi tôm, khi mà nó bị đùng một cái ở giai đoạn tôm nhỏ thì 2 mấy ngày 3 mấy ngày hoặc 4 mấy ngày tôm đang ăn gì đó, tự nhiên đùng cái bắt đầu là sựng lại, và bắt đầu là khi mà bị phân trắng là bắt đầu là chúng ta hồi phục rất lâu. Hồi phục á, những bầy tôm mạnh á hồi phục cũng phải 10 ngày, bầy tôm mà yếu nữa hồi phục là 20 ngày, mà 20 ngày thì dân mẹ cái vốn mày, đúng không? Mà thấy được đó là 20 ngày con tôm á là chúng ta tốn rất là nhiều, tốn chi phí về quạt, tốn chi phí về thức ăn, tốn chi phí về thuốc men để xử lý nước, kể cả chi phí tiền nhậu nhẹt nữa. Đúng không? Và cái chi phí mà để chúng ta nuôi tôm á rất là cao, và để chúng ta giảm được cái nguy cơ về phân trắng này, đầu tiên á là trong những cái quy trình á là chúng ta phải quản lý được cái chính xác về cái môi trường, những cái thông số của cái chỉ số môi trường thì chị hay nói trong từng video, nhưng mà cái chúng ta quản lý là chúng ta quản lý bằng cái mật độ phẩn. Cái mật độ phẩn chúng ta quản lý bằng cách nào đây? Một á, nếu mà chúng ta có điều kiện, mà nếu mình những nuôi ao mà vậy vậy á, tầm cỡ 150 con trở lên á, chúng ta nên có điều kiện chúng ta đi đo phẩn định kỳ, đo vào những cái mốc mà cột mốc nguy hiểm 2 mấy ngày 3 mấy ngày chúng ta nên, đó là đem mẫu nước đi đo, nếu mà thấy cao chúng ta nên diệt khuẩn liền, diệt khuẩn tập trung vào những cái dòng mà nó an toàn cho tôm, đừng có đập những cái dòng mà nó gây ép lột oxy hóa mạnh khử mạnh, giống như cờ lo thuốc tím BKC gì đó, chúng ta diệt khuẩn nó có hại hơn nữa đó, thật sự là nó hết khuẩn nhưng mà nó có hại hơn tôm hơn nữa. Giống như bây giờ chúng ta trị bệnh cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải bảo vệ sức khỏe chúng ta, trị bệnh mà chúng ta uống mấy cái thuốc mà nó gây tàn phá cơ thể, hết bệnh đó, hết thì hết, nhưng quan trọng là nó bị tàn phá cơ thể, nó gây bệnh tác hại sau này thì chúng ta cũng nguy hiểm. Và đặc biệt đó là khi mà chúng ta thấy được cái bầy tôm mình mà nó trải qua từng giai đoạn mà chúng ta quản lý khuẩn đó, tốt đó, thì nó sẽ giảm nguy cơ rất là nhiều bằng cách đó là diệt khuẩn ở môi trường. Bên dưới có một cái dòng đó là dòng vi công, cái dòng vi công này nó rất là an toàn cho tôm. Mật độ ao bạc á, trên ao nhà của Duy á, là mình giảm cái mật độ phẩn, rút nước thấp xuống luôn,
kể cả nước đang mép 2 rút xuống còn 6 tấc hoặc là 8 tấc thì chúng ta tạt rất là nhẹ tiền, nhưng mà hiệp lực diệt khuẩn rất ok, mà đặc biệt rất là an toàn cho tôm, không gây ép lột, kể cả tạt vào những lúc là rút nước vào khoảng 2 giờ khuya luôn không sao cả, không mất oxy. Còn nếu mà chúng ta đóng mà BKC nè, oxy già nè, quất oxy già mà quất trong vòng mà 1 tiếng đồng hồ thôi hoặc là 15 phút là bắt đầu là vỏ bung lên sao sao sao, ép lột cho tôm nó rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta ép lột tôm á là nó giống như là bây giờ là con tôm á nó chưa tới chu kỳ lột mà chúng ta kích cái diệt khuẩn xuống á thì bắt đầu là nó sẽ bị ép lột. Ép lột thì cái vấn đề là vỏ con tôm nó mỏng, khi mà vỏ nó mỏng thì sao, thì nó là lột ra nó sẽ bị yếu sức đề kháng hơn, lột ra cái là yếu sức đề kháng hơn thì bắt đầu là con tôm đôi khi nó phát sinh vấn đề từ lúc chúng ta diệt khuẩn. Chúng ta nên quản lý cái khuẩn cho nó an toàn chút. Vào câu chuyện thứ hai để chúng ta quản lý được cái bệnh phân trắng á, nói về môi trường là chính xác nhất là chúng ta nên quản lý cái khuẩn. Nếu mà thấy khuẩn cao cao hơn chút hoặc là chúng ta nghi ngờ về khuẩn cao cao chút chúng ta đạp xuống. Còn về cái vấn đề mà chọn cho ăn á, chúng ta cũng đó là không phải là quản lý cái khuẩn đường ruột không, nhưng mà chúng ta phải là gì đây, kiểm soát đó là cái mật độ khuẩn trong đường ruột. À, nếu chúng ta nuôi bình thường chúng ta không cần đo nhiều, nhưng mà chúng ta tăng cường đó là cái men có lợi hoặc là cái enzyme thì nó sẽ quản lý được cái cơ hội để khuẩn vibrio là cái khuẩn mà phân trắng nó tấn công vào. Chúng ta quản lý, chúng ta quản lý cho chính xác từng cái một thì nó sẽ đỡ. Còn bây giờ chúng ta để mà bây giờ á, cái mật độ chúng ta nuôi là từ 50 con 100 con trở lên mà chúng ta cứ cho ăn về thức ăn, chúng ta tuôn vào, mình thấy được đó, những cái giai đoạn mà tôm bị phân trắng nó hay có bị vào lúc mà nó bắt gió mạnh. Vậy tôm đang ăn mạnh nha, thì bắt đầu là nó sừng lại một cái là qua bữa sau thấy là biến tới rồi đó. Có không? Có. Là chúng ta thấy được cái những cái giai đoạn mà nó ăn mạnh lên, mạnh hút cái gió thức ăn, chúng ta nên là tăng cường cái thằng men ruột. Bên dưới thì có cái bộ trộn. Cái bộ trộn từ 12 ngày rất là quan trọng nha. Thì cái bộ trộn từ 12 ngày nó chiến đấu với những cái vấn đề quan trọng nhất mà Di đã nghiên cứu và làm sao tiết kiệm tiền nhất. Trong giai đoạn này bà Di triển khai cho bà con và những cái khách hàng của Di là tập trung vào những cái vấn đề yếu tố quan trọng đi, còn lan man nhiều quá nó tốn tiền đúng không, tốn tiền mà không hiệu quả thì nó cũng như không. Thì khi mà chúng ta thấy được ba yếu tố trong cái bộ trộn 12 ngày của Di là gan, ruột, vỏ, khi chúng ta tập trung vào cái gan á thì nó sẽ bảo vệ cái gan, còn cái ruột thì nó sẽ bảo vệ với những cái căn bệnh là phân trắng và tăng cường cái khuẩn có lợi, nó sẽ bảo vệ được. Và một cái nữa là gì, về cái khoáng trong cái bộ trộn 12 ngày nó dùng tập trung là sấy sâu vào, mình cứ sấy sâu vào cái quan trọng nhất. Còn những cái mà ví dụ như những cái mật độ cao hơn á thì chúng ta nên bổ sung thêm. Còn mật độ mình dưới 100 con hay 50 con mét vuông trên ao đất rồi đó, bà con trên ao đất và quý anh em và tất cả chúng ta gì đạo duyên thì thôi, hướng đến cái việc là giảm chi phí xuống để chúng ta có tăng được cái lợi nhuận xíu, cỡ gì khi mà chúng ta nắm cái rủi ro đó thì nó đỡ hơn tí. Ok, trong video ngày hôm nay thì Di cũng nói về cái việc đó là giảm nguy cơ về cái việc đó là bệnh phân trắng trong năm 2024 này và những cái giai đoạn sau để chúng ta bảo vệ cái túi tiền chúng ta. Thì bệnh phân trắng rất là nguy hiểm. Hồi cái là cảm ơn quý vị và bạn đã đồng hành cùng Thủy Sản Duy, là một trong những đơn vị cung ứng về thuốc men và đồ nghề thủy sản nông nghiệp, giao hàng toàn quốc, miễn phí ship. Xin chào, hẹn gặp lại, xin cảm ơn.